Phát biểu với báo giới, ông Ravi Joshi, một nhà lập pháp địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra ở huyện Kagon khi một chiếc xe buýt của công ty vận tải tư nhân lao xuống một con sông cạn từ độ cao 15 mét. Khi tai nạn xảy ra, xe buýt đang di chuyển trên cầu, hướng đến thành phố Indore của bang Maharashtra. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để cứu chữa. Ông Joshi cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ còn gia tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch ông cũng cho biết nguyên nhân gây ra tai nạn có thể do xe chạy quá tốc độ thủ tướng narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân trong vụ tai nạn đồng thời cho biết chính phủ sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình những người thiệt mạng và những người bị thương